Lúc bấy giờ, trước cửa chỉ còn lại hai người là Hồng Quân và Phượng Hy. Hồng Quân lặng lặng nhìn chữ viết trên cửa, hồi lâu không nói gì. Chủ nhân! Phượng Hy nhẹ giọng gọi Hồng Quân. Thật lâu sau đó, Hồng Quân quỳ xuống, hướng về phía cửa dập đầu ba cái, rồi lên tiếng. Tần thị gia tộc, hậu bối đệ tử là Tần Sương, hôm nay mở ra gia bảo của Tần gia chúng ta, nguyện mong Tần gia vĩnh cửu huy hoàng. Cho tới lúc đó, Phượng Hy mới biết chủ nhân mình tên thật là gì. Đến khi trở thành linh thú của Hồng Quân mới biết được cảm giác mặc dù tu vi chỉ là không minh kỳ, nhưng trong cơ thể đã có một cỗ lực lượng mà Phượng Hy chỉ nghĩ đến đã ớn lạnh. Cổ bàn vẫn trong Hồng Quân phủ, không biết những việc bên ngoài. Mãi khi Hồng Quân đứng dậy mới cho hắn từ Hồng Quân phủ đi ra. Tiểu Quân, nơi này là đâu vậy? Cổ bàn kinh dị đánh giá nơi này, tự nhiên cũng chú ý tới những ký tự trên cửa. Bất quá hắn cũng không nghĩ được nơi này chính là Tần gia gia bảo bảo tàng. Ngoài sát ý trên văn tự, ngoài ra không có gì là không ổn. Nơi này chính là nơi Tần gia lưu lại bảo tàng. Hồng Quân nhìn chằm chằm lên văn tự trên cửa, nhẹ nhàng nói. Người của Tần gia ư? Tiểu Quân, người đích thực là người của Tần gia ư? Cổ bàn kinh ngạc, từ trước tới bây giờ hắn vẫn nghĩ Hồng Quân là tên thật, không nghĩ Hồng Quân là người của họ Tần. Không sai, đích thực ta tên gọi là Tần Sương, Hồng Quân chỉ là công pháp ta tu luyện. Tần gia tại vũ trụ quá nổi danh, ta không muốn vì danh nghĩa của gia tộc làm nổi danh nên mới dùng cái tên Hồng Quân này. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy thì sau này ta nên gọi ngươi là Tiểu Sương hay là Hồng Quân đây? Cổ bàn cười cười nói. Hồng Quân cũng giống hắn, trên địa cầu cũng dùng tên giả. Hồng Quân đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn vào mặt cổ bàn hung hăng nói. Gọi ta là Quân ca, nhớ cho rõ, ta lớn ngươi bé, không cho phép ngươi gọi ta là Tiểu Quân hay là Tiểu Sương, nhớ chưa? Phượng Hy, đây là cổ bàn, là huynh đệ của ta. Từ giờ trở đi, ngươi cùng cổ bàn giống nhau, chỉ cần gọi ta là Quân ca được rồi, không cần phải gọi là chủ nhân. Hồng Quân đứng bên cạnh, hướng tới Phượng Hy cung kính giới thiệu. Rõ, chủ nhân. Ngươi còn gọi ta là chủ nhân sao? Hồng Quân trừng mắt. Rõ, Quân ca. Phượng Hy khóe miệng nở ra một nụ cười, nụ cười làm nàng càng thêm phần xinh đẹp. Tiểu Quân, vị này là... Cổ bàn nhận ra Phượng Hy, ở Viêm Kinh Thành đã từng gặp mặt qua. Tu vi của Phượng Hy so với cổ bàn là cao hơn. Nàng ta là thị nữ ta mới thu nhận được. Tiểu bàn, người có nghĩ được là Tần gia ta ở nhân gian giới lại lưu lại bảo vật không? Cổ bàn quả thực đã gọi Hồng Quân là Quân ca, cũng đúng, bất quá còn có chút ngại ngùng. Hồng Quân đối với bảo tàng Tần gia từ viễn cổ lưu lại cũng có chút tò mò. Hồng Quân dùng kim đao cắt vào tay, một giọt máu tươi bay về phía trên cao của cửa động. Máu tươi bay đến trên cửa lập tức ẩn nhập môn trung, cửa lớn lập tức phát ra tiếng nổ lớn, một đạo kim quang chói mắt hiện lên, cửa lớn chậm chậm mở ra. Đứng đối diện với đại môn là một hắc bào nam tử đứng mỉm cười ở đó từ khi nào. Phượng Hy cùng cổ bàn đều rất kinh ngạc, chỉ có Hồng Quân là biết đó không phải là con người sống mà chỉ là chí bảo hộ gia kiếm tiên khôi lỗi. Tiến vào đi, đứng đây làm gì vậy? Hồng Quân mỉm cười bước vào trước. Bên trong cửa so với bên ngoài quả thật rộng lớn hơn rất nhiều. Bốn phía trên tường đều là bích họa, những bức họa ghi lại quá trình hình thành phát triển của Tần gia. Chính giữa là một thạch đài, cực phẩm tiên khí im lìm đặt trên thạch đài này. Bên cạnh còn có trung phẩm tiên khí cùng rất nhiều hạ phẩm tiên khí. Cực phẩm linh khí nằm bên cạnh một cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ chính là cái để khởi động kiếm tiên khôi lỗi. Đó cũng chính là cực phẩm nguyên linh thạch, tổng cộng hơn 100 khỏa. Hồng Quân không bước về phía thạch đài mà hướng về phía bức tường treo những bức tranh. Từ những bức tranh đầu tiên bắt đầu xem kỹ. Bức tranh thứ nhất chính là Tần gia đời đầu, đó chính là hoàng đế Tần Tùy Hoàng Doanh Chính. Hồng Quân khóe miệng mỉm cười. Vị hoàng đế này tại Tử Huyền Tinh so với Tần Tùy Hoàng ở địa cầu thì lớn hơn nhiều. Doanh Chính là người họ Tần đầu tiên nổi tiếng. Tuy nhiên không được lâu, Tần gia đã sớm cam chịu vì mang họ này. Về sau đều là Tần gia ẩn nhẫn thân phận, âm thầm phát triển với hy vọng tái khởi Tần gia anh hùng. Ở mặt trước bức tường chính là ông nội Hồng Quân Tần Đức, là những cảnh Tần gia khởi binh chiến đấu với Sở Phương Triều, và Uy Vũ chính là bá bá của Hồng Quân Tần Phong. Mặt thứ ba chủ yếu của vách tường là họa về cha Hồng Quân Tần Vũ. Tần Vũ uy phong lẫm lẫm, mang theo hàng vạn nhân mã của Tinh Thần Các đứng ở phía trước hoàng thành.
Tần Vũ vì Tần Đức và Phong Ngọc Tử bị chặt cụt cánh tay mà trả thù. Tinh thần các hàng vạn cao thủ xuất hiện trên hoàng thành khiến cho cả hoàng thành kinh hãi. Ngay cả Tần Đức và Phong Ngọc Tử cũng bị cục diện làm cho sợ hãi. Cuối cùng là bức tranh Tần Vũ mang người của Tần gia vào thần giới. Ai ai cũng nở nụ cười. Đối với những người khác thì phải thông qua con đường phi thăng, nhưng Tần gia thì trực tiếp tiến nhập thần giới. Nhìn những bức họa này, đại bộ phận Hồng Quân đã nghe Tần Vũ giảng giải qua. Nhìn cảnh này vừa xa lạ vừa quen thuộc, Hồng Quân khóe miệng nở nụ cười, có điều không lộ cho mọi người thấy. Hồng Quân nhìn toàn bộ những bức họa, bỗng phát hiện thấy Cổ Bàn đang buồn bực nói chuyện với Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Vô luận Cổ Bàn nói với Kiếm Tiên Khôi Lỗi thế nào cũng không có câu trả lời. Hồng Quân không nhịn được cười ha hả. Tiểu Bàn, không cần hỏi, đó không phải là người sống đâu. Không phải là người sống ư? Tiểu Quân, ngươi nói vậy không lẽ là người chết ư? Cổ Bàn kêu lên kinh ngạc, nghĩ đến cảnh mình đã nói chuyện với người kia nửa ngày trời, không khỏi thổ thẹn, kiểm tra một lần nữa rồi đứng lên. Thực tế thì hắn cũng không phải là người chết đâu, bởi vì căn bản hắn không phải là một con người. Đó là Tần gia hộ tộc chi bảo, Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Hồng Quân trong bụng cười thầm, nhìn mặt Cổ Bàn đang đỏ dần lên. Kiếm Tiên Khôi Lỗi ư? Quân ca, huynh nói đây là Tần gia hộ tộc chi bảo ư? Thật là thần kỳ, huynh không nói mà còn tưởng đó là một con người đấy. Phượng Hy tiến lên sờ sờ vào người Kiếm Tiên Khôi Lỗi nói ngay. Trước kia ta nghe giảng Kiếm Tiên Khôi Lỗi đối với Tần gia quả thực là rất trọng yếu, chỉ là bây giờ không sử dụng được. Hồng Quân đi tới bên Kiếm Tiên Khôi Lỗi, lặng lặng thở dài. Quân ca, Kiếm Tiên Khôi Lỗi cuối cùng là có tác dụng gì mà trở thành Tần gia hộ tộc chi bảo vậy? Phượng Hy cảm thấy hứng thú nhất là Kiếm Tiên Khôi Lỗi này, nghe Hồng Quân lên tiếng không tự chủ hỏi lại. Hồng Quân trích huyết nhận chủ, đoạn lấy từ hộp ra 9 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch phóng vào nội thể Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Tiểu Ban, Tiểu Phượng, các ngươi nhìn xem ta là ai? Kiếm Tiên Khôi Lỗi bỗng nhiên chuyển động, hướng mắt về phía hai người hỏi. Ngươi, Tiểu Quân ư? Bên cạnh Hồng Quân vẫn nhìn hắn mỉm cười. Tiểu Ban, chính xác không sai, chính là ta, đây chính là Tần gia hộ bảo Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Hồng Quân cùng Kiếm Tiên Khôi Lỗi cười to. Thần kỳ vậy sao? Cổ Bàn nhìn Kiếm Tiên Khôi Lỗi và Hồng Quân trong động với con mắt kinh dị. Nếu không biết tình huống này thì không ai có thể biết Kiếm Tiên Khôi Lỗi cùng Hồng Quân là một người. Kiếm Tiên Khôi Lỗi này phải có cực phẩm nguyên linh thạch mới có thể khởi động được, ít nhất là một khối, nhiều nhất là 9 khối. Để vào một khối cực phẩm nguyên linh thạch, Kiếm Tiên Khôi Lỗi có lực công kích tương đương với nhất cấp kim tiên. Để vào 9 khối có lực tương đương với cửu cấp kim tiên. Hơn nữa, Kiếm Tiên Khôi Lỗi này về lực phòng ngự thì không thể nào so sánh được. Hồng Quân đi tới phía trước hai người, cười cười nói. Cửu cấp kim tiên ư? Phượng Hy kinh hô, thân là đảo chủ bằng ma đảo, tự nhiên biết cửu cấp kim tiên lợi hại như thế nào. Tại nhân gian giới có thể gọi là thiên hạ vô địch. Đúng vậy, là cửu cấp kim tiên. Nếu không như vậy thì sao được gọi là Tần gia hộ tộc chi bảo đây? Quân ca, vừa rồi ngài nói Kiếm Tiên Khôi Lỗi sử dụng không được là sao? Đây là pháp bảo, so với thần khí còn lợi hại hơn, đáng quý hơn. Phượng Hy rất cẩn thận, không quên lời Hồng Quân vừa giảng giải, đồng thời cũng thất kinh về thực lực của Tần gia. Tại sao thì muội sau này sẽ được biết thôi. Bất quá Kiếm Tiên Khôi Lỗi này luôn là bảo vật của Tần gia, khi sử dụng không được cũng sẽ ở lại Tần gia tại Tử Huyền Tinh. Hồng Quân cười cười trực tiếp thu hồi Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Tần gia thế lực không phải Phượng Hy có thể hiểu được, đừng nói kiểu cấp kim tiên, thần vương ở thần giới hay cả thiên tôn trước mặt cha hắn cũng không dám trêu chọc. Hồng Quân rời đi khi Tân Vũ Trụ của Tần Vũ đại thành còn chưa nắm trong tay vũ trụ trưởng khống giả. Hiện tại Hồng Quân còn không biết Tân Vũ Trụ đã hoàn thiện, phi thường nổi danh như thiên tôn đứng trước mặt cha hắn cũng không có năng lực chống trả. Tiểu Phượng, người đã có kiện cực phẩm tiên khí nào chưa? Hồng Quân đột nhiên nhìn Phượng Hy hỏi. Quân ca, Tiểu Phượng đã có một kiện cực phẩm kiếm tiên rồi. Tốt, cực phẩm tiên giáp sẽ cấp cho muội, tiên kiếm cấp cho Tiểu Bàn, còn những tiên khí này ta nên thu lại. Hồng Quân chỉ nói vậy, trong chớp mắt Tần gia truyền thừa hơn 10000 tiên khí bị hắn thu hết vào người, không để lại một món nào. Tần gia đệ tử giờ này không có ai có tiên khí, vì 10000 thiên thần khí còn đang chờ Tần gia đệ tử dùng. Cảm ơn quân ca. Phượng Hy vui mừng nhanh chóng trích huyết nhận chủ.
cực phẩm tiên giáp so với cực phẩm tiên kiếm còn quý giá hơn rất nhiều. Cổ Bàn không có nghĩ như vậy, hắn cau mày nhìn Hồng Quân lên tiếng: "Tiểu Quân, đây toàn là truyền thừa chi bảo của Tần gia ngươi, ngươi ngang nhiên cấp cho chúng ta như vậy, có vẻ không được thông tình đạt lý cho lắm." Phượng Hy sừng sốt, tiên giáp trên người cởi bỏ xuống, cầm trên tay, khuôn mặt có nét xấu hổ. "Tiểu Bàn, Tiểu Phượng, không có việc gì đâu, đây là vật của Tần gia, ta tự nhiên cũng có quyền lợi làm chủ, ta muốn cho ai thì người đó sẽ được hưởng." Hồng Quân khoát tay, đi tới vách tường, sử dụng kim đao cắt hết những bức họa thu hết vào trong Hồng Quân phủ. Cả bảo tàng trong mật thất chỉ còn lại mỗi thạch thai. Tử Huyền Tinh, di vật cuối cùng cũng bị Hồng Quân lấy đem đi nốt. Ba người Hồng Quân vừa rời khỏi động khẩu, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi ầm ầm liền sụp đổ xuống. Tu chân giới hiểu được bảo tàng đã bị người ta lấy đi, thế nhưng không ai dám tới cướp đoạt, vì họ đã sớm nghe người của Tinh Thần Các thông báo đại đa số các cao thủ đã bị chết trong đó. Tranh giành bảo tàng phải có thực lực, không có thực lực chỉ có con đường chết. Bảo tàng Tần gia mất đi là một chuyện nhỏ, cả Tử Huyền Tinh tu chân giới nguyên khí đại thương mới là chuyện lớn. Thập kiếp tán tiên đã thuộc vào cảnh giới cao nhất, thế nhưng 10 thì đã mất đi 8, chỉ có một số không đi tranh đoạt bảo tàng là còn toàn mạng. Chỉ có Tinh Thần Các là không bị tổn thương, thế nhưng trong 1000 năm công lực của họ chỉ còn một nửa. Đại bộ phận các cao thủ tu chân giới đã chết trong tay Hồng Quân, nên người của Tinh Thần Các vẫn còn hy vọng phục hồi sau 1000 năm nữa. Rời núi non xanh biếc lại phía sau, ba người Hồng Quân không rời khỏi Đằng Long Đại Lục mà ở lại Viêm Kinh Thành, hòa nhập vào cuộc sống thường nhân. Ngày xưa giới tu chân đã rời khỏi Viêm Kinh Thành, ngay cả Thượng Tiên cũng rời khỏi, nên bây giờ họ có thể kiêu ngạo sống giữa nơi này. Hồng Quân hiếu động nên dù Cổ Bàn có bế quan 10 năm vẫn bị hắn kéo đi uống rượu và nói chuyện phiếm. Nói chung chỗ nào náo nhiệt là có mặt hắn. Tiểu lâu Quế Vân trên lầu 3, bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn. Ba người vừa ngồi uống rượu vừa nghe người ta đàm luận về mấy vạn thượng tiên năm xưa. Nhân gian giới không hiểu từ đâu tới mà nhiều thượng tiên đến như vậy. Và trong lần này hắn nghe được rất nhiều giai thoại về mình. Viêm Kinh Thành những năm qua có rất nhiều thượng tiên tụ tập tại đây. Có những thượng tiên đến tìm hắn lân la làm quen, nhưng trên thực tế là họ đánh hơi được trên thân hắn có gì. Có những người đến để dò xét, nhưng cuối cùng cũng có đến 5 người vong mạng. Có thể nói thượng tiên tụ tập ở đây nhiều như vậy là đợi kỳ bảo sắp xuất thế. Họ mang tiếng là đến Viêm Kinh Thành để thuyết pháp, nhưng trên thực tế là mong muốn đến gần hơn với kỳ bảo. Có một người thuyết pháp còn khoa trương nói rằng con người có hoàng đế thì thượng tiên cũng có hoàng đế. Thượng tiên tới là vì vâng lệnh hoàng đế thượng tiên tới tuyển mỹ nữ. Sau khi thượng tiên đi khỏi, trong thành có nhiều nhà nữ nhân liền biến mất. Hồng Quân vui vẻ uống rượu cùng Phượng Hy, sống cuộc sống của nhân gian, họ cảm thấy thật dễ chịu và tự do. Thế nhưng cuộc sống tiêu diêu tự tại như vậy sợ không được bao nhiêu ngày. Thượng tiên hoàng đế cho nhân mã đi tìm thì liệu còn có cuộc sống như vậy hay chăng? Nàng ta như thế nào lại tới nơi này? Hồng Quân mở rộng linh thức phát hiện ra một người quen cũ. Thượng tiên công chúa Tề Vương Triều Tề Vân xuất hiện cùng một người đi cùng nàng. Hai nữ tử kim đan hậu kỳ đang trên đường cái đi cùng nhau. Sư phó, ta đã tra xét mấy ngày rồi mà một chút thu hoạch cũng không có, bây giờ biết làm thế nào? Tề Vân chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh với vẻ mặt mất hứng nói với người đi bên cạnh. Đi cùng Tề Vân chính là thượng tiên Tề Vương Triều Đường Ngọc. Lần này mang Tề Vân theo là để điều tra vụ 10 năm trước, đa số giới tu chân bí mật tập trung ở Viêm Kinh Thành. 10 năm qua, họ phái không biết bao nhiêu người đi điều tra, cuối cùng có người trở về mang theo một chút tin tức thuyết pháp, nhưng nghe qua lại rất hoang đường, không ra cái gì cả. Đường Ngọc liền mang theo Tề Vân tự mình tới Viêm Kinh Thành điều tra. Là người không hiểu biết mới đưa ra nhiều loại thuyết pháp như vậy, ta thấy ở nơi này nhất định có xuất hiện bảo vật. Đường Ngọc thở dài, 10 năm trước đa số người tu chân tụ tập ở Viêm Kinh Thành, mỗi người tu chân đều có thể so với cao thủ của Tiềm Long Đại Lục, so với thượng tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Sư môn Đường Ngọc là cao thủ hải vực, chính là Yên Vũ Môn, chính họ đã cung cấp tin cho Đường Ngọc để điều tra tại sao 10 năm trước giới tu chân lại tập trung ở Viêm Kinh Thành nhiều như vậy. Sư môn của Đường Ngọc là một môn phái nhỏ thuộc Hải Đệ Yêu Thú, là phạm vi của Tinh Thần Các. Môn phái này ở Hải Đệ Yêu Thú là một môn phái nhỏ nên không đủ tư cách tham gia đoạt bảo lần đó. Không cần phải nói thì nàng cũng không thể biết được năm đó xảy ra sự kiện gì.
Vân Nhi, cứ từ từ đã, lần này sư môn giao nhiệm vụ, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Ngọc thở dài, chậm rãi mang theo Tề Vân vào quán trà. Tề Vân công chúa, ta biết công chúa đang tìm cái gì. Muốn nghe chuyện thì qua Quế Vân tiểu lầu tầng 3, ta sẽ cho biết. Là ai? Tề Vân đứng bật dậy, vừa rồi chính là linh thức truyền âm, thế nhưng Tề Vân không thể biết người truyền âm là ai, rõ ràng kẻ thần bí kia tu vi cao hơn nàng. Vân Nhi, sao vậy? Đường Ngọc nhìn về phía Tề Vân với ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Sư phó, có người truyền âm cho con, nói rằng biết được bí mật của sự kiện năm xưa, muốn Vân Nhi qua Quế Vân tiểu lâu. Đường Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Với sự thật này, xem ra tại phim kinh thành, có lẽ người tu chân không toàn bộ rời đi, chúng ta phải xem xét lại rồi. Sư phó, nếu chúng ta cứ như vậy mà đi, chẳng may người kia là kẻ xấu, thì chúng ta phải làm thế nào? Tề Vân không thể tin được, người thần bí kia ánh mắt nghi hoặc hỏi. Đúng là trẻ con mà, nếu là người xấu thì họ sẽ không phải truyền âm cho ngươi. Nếu là kẻ xấu thì liệu chúng ta có ngăn cản được họ hay không? Nơi bọn Tề Vân cũng không xa so với Quế Vân tiểu lầu. Không đến một khắc, Đường Ngọc đã mang Tề Vân tới nơi mà bọn Hồng Quân đang ngồi uống rượu. Là ngươi ư? Tề Vân liếc mắt một cái đã nhận ra Hồng Quân. Hắn chính là vô số cơn ác mộng của nàng, là một thượng tiên mà bị một kẻ mới tiên thiên cảnh giới bắt cóc. Vũ nhục này đối với Tề Vân mà nói còn khó chịu hơn là giết chết nàng. Tề Vân công chúa, đích thực là ta, mời ngồi. Tề Vân dậm chân chỉ vào Hồng Quân và quay sang Đường Ngọc nói. Sư phó, hắn chính là kẻ ngày xưa đã khi dễ con. Vân Nhi, không được vô lễ. Đường Ngọc trừng mắt nhìn Tề Vân, đoạn quay sang cười cười với Hồng Quân nói. Tiểu đồ không hiểu sự, mong tiền bối thứ lỗi. Không hề gì, chỉ cần nàng hướng ta xin lỗi thì ta sẽ bỏ qua. Hồng Quân cười hăng hắc, ánh mắt lim dim nhìn Tề Vân. Vân Nhi, tiền bối đại nhân đại lượng, còn không nhanh nhanh hướng tiền bối xin lỗi đi. Đường Ngọc quát lên, nhưng trong lòng lại đang kinh hãi nhìn ba người. Không có một người nào là nàng có thể nhìn được tu vi. Đứng bên cạnh nam tử kia, nàng bỗng cảm thấy một cỗ áp bức. Còn nữ tử xinh như ngọc kia thì sở hữu một khí chất thanh cao, xa hoa, làm Đường Ngọc không dám nhìn thẳng nàng ta. Và thoạt nhìn nam tử còn lại, trực giác cũng cho nàng hay người này cũng không hề đơn giản. Sư phụ! Tề Vân oan uổng hô to. Người không nghe sư phụ nói sao? Đường Ngọc vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nói. Rõ, thưa sư phụ. Tề Vân rất không tình nguyện đến trước mặt Hồng Quân, âm thanh nhỏ nhẹ thập phần đáng thương. Tề Vân hướng người xin lỗi, tiền bối. Hai chữ cuối cùng nói to hơn hẳn, âm thanh thập phần ngang ngạnh. Ha 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 ha, lại ngồi đi, gặp mặt tức là hữu duyên. Các ngươi không phải muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Phượng, muội nói cho bọn họ biết đi. Hồng Quân cười ha hả, nhắm mắt nghe Phượng Hy thuật lại câu chuyện cho bọn họ nghe. Nửa canh giờ sau thì Phượng Hy thuật xong câu chuyện cho Đường Ngọc nghe. Mặc dù không tận mắt chứng kiến trận thảm chiến, thế nhưng cũng cảm thấy trận chiến khủng bố như thế nào. Và không ngờ được rằng một người vì Tần gia bảo tàng mà giết chết rất nhiều cao thủ chỉ có trong truyền thuyết như Long tộc, cao thủ đứng đầu Đằng Long đại lục, càng không nghĩ tới kiều nữ trước mặt là siêu cấp thần thú thập nhị kiếp. Và các nàng cũng được biết đại đa số các cao thủ đã bị người trẻ tuổi trước mặt này giết chết. Nhìn Hồng Quân với ánh mắt đã thay đổi, đặc biệt là ánh mắt của Tề Vân. Nghĩ đến trước đây đã có kết oán với Hồng Quân, ánh mắt của Tề Vân hoảng sợ len lén nhìn Hồng Quân. Vân công chúa, ngươi làm sao vậy? Hồng Quân âm thầm bật cười, đột nhiên trêu cợt tiểu công chúa ngang ngạnh. Không, không có gì, tiền bối. Tề Vân nghe Hồng Quân cười mình lại thêm phần bất an. Cảm giác của hai người giống nhau, cảm giác e ngại không dám nhìn Hồng Quân. Vân công chúa, ngươi còn nhớ lúc trước ta ẩn cư tại nhân gian giới, ngươi còn muốn giết ta không? Hồng Quân cười hăng hắc tiếp tục nói. Tiền bối, lúc đó là ta không biết thân phận thật của ngài. Nếu như biết thì như thế nào ta cũng không dám đâu. Hồng Quân lôi lại chuyện cũ, dọa Tề Vân nhảy dựng lên, vội vàng giải thích. Lời cuối cùng âm thanh trở nên to hơn. Tần tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, đừng trách tiểu đồ không hiểu chuyện. Sau khi trở về, ta sẽ nghiêm khắc quản giáo. Đường Ngọc vội vàng nói, trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Đường Ngọc, Cổ Bàn liền đứng lên nói. Được rồi, tiểu quân, đừng có trêu chọc người ta như vậy nữa. Hai vị tiểu thư không cần sợ hãi, tiểu quân hắn chỉ trêu hai người thôi. Thôi được rồi, tiểu Bàn, tiểu Phượng, chúng ta cũng phải trở về thôi.
Hồng Quân quay về phía hai người Cổ Bàn và Phượng Hy, gật đầu đồng thời tiêu thất trở về Hồng Quân hành phủ. Thuấn Di, đây đích thực là Thuấn Di trong truyền thuyết ư? Đường Ngọc trừng mắt nhìn Vô Định, trong miệng thì thào nói. Tề Vân cũng ngây ngốc nhìn, rõ ràng trông thấy Hồng Quân biến mất, trên bàn còn một ít bạc vụn, rõ ràng là họ đã gặp qua bọn người Hồng Quân, không phải là hoa mắt. Hồng Quân hành phủ, ba người ngồi trên đạo tràng phía trước thạch đình, ha ha cười. Đây là lần đầu tiên Phượng Hy tiến nhập Hồng Quân hành phủ. Hồng Quân cùng Cổ Bàn tu luyện trong Hồng Quân phủ 10 năm. Trong những năm đó, Phượng Hy có quay lại bằng ma đảo một lần. Nàng ta quay lại bằng ma đảo, chuyển chức vụ cho người khác, tự mình thoái vị, chính thức thoát ly khỏi bằng ma đảo, chuyên tâm trở thành linh thú cho Hồng Quân. Quân ca, nơi này thật tươi đẹp, không lẽ cũng là Tần gia để lại cho huynh sao? Phượng Hy âm thầm tán thưởng Hồng Quân phủ. Trên Tử Huyền Tinh, Phượng Hy chưa từng thấy có địa phương nào đẹp được như thế này. Không phải, nơi đây là của một người, một vị tiên đế, sau khi chết đi đã để lại. Sau này ta cải tạo thành Hồng Quân phủ. Hồng Quân dừng lại một chút nói, nơi này chính là Nghịch Cương cảnh, là của Nghịch Cương tiên đế đã để lại, cũng là người có duyên với Tần gia chúng ta. Nghịch Cương cảnh, nơi đây chính là Nghịch Cương cảnh ư? Phượng Hy kinh hô. Tại bằng ma đảo có lưu lại, Phượng Hy đã từng nghe qua về người xuất sắc nhất bằng ma đảo năm xưa, là bằng ma đảo đảo chủ Tông Quật, đã từng vào Nghịch Cương cảnh, có được một kiện thần khí, cho nên đối với chuyện Nghịch Cương cảnh cũng không quá xa lạ. Quân ca, tương truyền rằng Nghịch Cương cảnh ở vực sâu của tử vong, muội cũng đã từng đi qua một lần, cũng bởi vì không biết đường đi nên được nửa đường đành quay về, không nghĩ được Nghịch Cương cảnh đã bị quân ca ngươi thu lại. Lúc trước ta không có phủ để ở, thu tạm để ở thôi, xem ra bây giờ nếu không có phủ này thì không có chốn để về rồi. Cổ Bàn nói với Hồng Quân, mình cần tinh tu tới độ kiếp hậu kỳ, sau 10 năm cảnh giới tăng lên rất nhanh, sẽ tiến vào thêm được một tầng nữa, bước vào tầng thứ tư trung kỳ, tương đương với độ kiếp trung kỳ. Lần này tu luyện, Cổ Bàn muốn một mạch tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, nghênh đón kiểu kiểu thiên kiếp sắp tới. Tử Hồng Tuyệt của Cổ Bàn tiệu trung chỉ có 4 tầng, hiện giờ hắn đang ở hậu kỳ của tầng 4, tự mình nghĩ làm cách nào để tiến sang tầng 5 của Tử Hồng Tuyệt. Đối với tầng 5 của Tử Hồng Tuyệt, Cổ Bàn chỉ có khái niệm mơ mơ hồ hồ. Tầng 4 như dành cho nhân gian giới tu luyện, từ tầng 5 trở đi là dành cho tiên giới tu luyện. Muốn sau này tu luyện lên tầng cao hơn, trong lần độ kiếp này, Cổ Bàn phải tự mình độ kiếp, ngộ ra phương pháp tu luyện của tầng 5. Độ kiếp hậu kỳ, trong đan điền của Cổ Bàn cũng chỉ có một mảnh tử quang, và tại la bàn thì lại có một nguyên anh nhỏ bé. Bên trong là hỗn độn màu sắc như trước, tình không có thay đổi gì, vẫn chậm chậm di chuyển. Cổ Bàn không biết là Tử Hồng Tuyệt 4 tầng đều chú trọng nền móng. Hắn tu luyện nhiều năm và có được thành tựu như vậy, đích thực chỉ phục vụ cho la bàn. Từ tầng 1 tới tầng 3 có thể nói là vì la bàn mà tu luyện, thẳng đến tầng thứ 4 độ kiếp hậu kỳ mới bình thường như người tu chân. Khoanh chân ngồi như vậy 30 năm, suốt cuộc Cổ Bàn cũng có điểm minh ngộ. Lần đầu tiên nguyên anh la bàn rời khỏi tay Cổ Bàn, bay tới trước ngực, một cỗ nguyên anh lực tiến vào la bàn và quay trở lại tay của Cổ Bàn. Nguyên lai là như thế, cuối cùng ta cũng đã hiểu được rồi. Tu luyện Tử Hồng Tuyệt không phải là tu luyện nguyên anh, mà là cái la bàn này. Cổ Bàn nhếch môi định cười, bỗng nhướng mày lên. 300 ngày, còn có 300 ngày nữa là thiên kiếp sẽ tới. Qua kiểu kiểu thiên kiếp là có thể phi thăng lên tiên ma yêu giới mà Hồng Quân đã từng đề cập tới. Tiểu Quân. Hồng Quân đang cùng Phượng Hy uống rượu trong thạch đình. Trong 30 năm qua, họ chỉ ra ngoài hơn chục lần, còn lại là an tĩnh tu luyện đến gần hết thời gian 30 năm qua. Tiểu Bàn, đến đây có phải là có thu hoạch rồi không? Hồng Quân gọi Cổ Bàn đến bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới, quả thật có điểm không giống bình thường. 30 năm qua, tuy Hồng Quân không chuyên tu luyện, nhưng cũng đã tới độ kiếp trung kỳ. Cho dù Hồng Quân không tu luyện thì vô danh vật chất trong đan điền vẫn tiếp tục tăng trưởng. Có thể nói tu vi của hắn tích thực cũng tăng trưởng. Tiểu Quân, 300 ngày nữa là ta sẽ độ kiểu kiểu thiên kiếp. Cổ Bàn nhẹ nhàng cười, ngữ khí rất bình tĩnh, không chút nào thể hiện vì sắp đối diện với thiên kiếp mà lo lắng. Cái gì? Tiểu Bàn, ngươi nói ngươi sẽ độ kiếp trong 300 ngày nữa ư? Có thể chúng ta sẽ cùng nhau độ kiếp. Ngươi như thế nào mà lại sắp độ kiếp rồi? 300 ngày, vẫn còn kịp. Tiểu Phượng, ngươi ở cùng Tiểu Bàn đi, ta đi bế quan, ta muốn cùng Tiểu Bàn độ kiếp. Hồng Quân nói đi là đi, chạy thẳng vào Hồng Quân đạo tràng, bên trong bắt đầu dụng tâm tu luyện. Này, Tiểu Quân, mới nói đã bỏ chạy rồi ư?
Cổ Bàn đứng bên ngoài điện nhìn Hồng Quân mỉm cười, trong lòng nổi lên một tia cảm động. Hồng Quân từng nói qua, thân thể hắn phòng ngự đích thực cường đại, nếu cùng Cổ Bàn độ kiếp thì có thể gánh bớt lôi kiếp cho Cổ Bàn, có thể đảm bảo phần trăm thành công cao hơn cho Cổ Bàn. Cổ Bàn cũng biết hai người cùng độ kiếp thì thiên kiếp đích thực cường hãn hơn nhiều so với một người độ kiếp. Bàn ca, Quân ca đã nói như thế, huynh cũng không cần lo lắng. Quân ca thân thể phòng ngự cực kỳ cường đại, các người có thể cùng nhau đồng thời độ kiếp, đối với huynh là rất có lợi mà. Phượng Hy cười nói với Cổ Bàn. 30 năm, Phượng Hy đối với sự hiểu biết sâu rộng của Hồng Quân đích thực bội phục. Mãi về sau, Phượng Hy mới biết được Hồng Quân cùng Cổ Bàn hai người đã sống vô số ngàn năm, đem tuổi mà so với hai gã quái vật này quả thực không thể so sánh. Tiểu Phượng, ta cũng hiểu được mục đích của Tiểu Quân, nhưng chỉ còn 300 ngày nữa, ta sợ Tiểu Quân không thể cùng ta độ kiếp. Ta muốn tự mình đi chuẩn bị cho tốt cuộc độ kiếp này. Không, nhất định Quân ca có thể cùng huynh độ kiếp. Tốc độ tu luyện của Quân ca quả thật rất nhanh, thực sự có thể cùng huynh đồng thời độ kiếp mà. Phượng Hy là siêu cấp thần thú, thập nhị kiếp tán yêu. Nếu Hồng Quân vượt qua thiên kiếp thì Phượng Hy đương nhiên cùng Hồng Quân phi thăng, vì nàng là linh thú của Hồng Quân. Nàng đã tưởng rằng bản thân nàng sẽ độ kiếp trước, rồi sau đó chờ đợi bọn Hồng Quân cùng độ kiếp, đồng thời cùng nhau phi thăng. Xem ra chuyện này thì bọn Hồng Quân sẽ độ kiếp, còn mình thì chờ đợi. 2 tháng sau, Phượng Hy đang cùng Cổ Bàn đánh cờ thì Hồng Quân cười to chạy đến. Tiểu Bàn, ngươi chờ đợi chúng ta cùng nhau độ kiếp thôi. Tiểu Quân, không lẽ ngươi cũng cảm nhận thấy thời gian độ kiếp rồi sao? Cổ Bàn kinh ngạc hỏi một câu. Chỉ ngắn ngủi 2 tháng sau khi Hồng Quân bế quan, tu vi cũng đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Không sai, đúng là còn 240 ngày nữa ta sẽ độ kiếp, đúng vào ngày ngươi sẽ độ kiếp. Hồng Quân đắc ý cười to, vốn không nghĩ có thể cùng Cổ Bàn độ kiếp cùng một ngày. Tiểu Phượng, ngươi cũng muốn độ kiếp lắm hả? Lần này cả 3 người chúng ta cùng độ kiếp, cùng phi thăng, xem cảm giác đó sẽ như thế nào. Quân ca, không cần đâu, chỉ cần huynh cùng Cổ Bàn độ kiếp là được. Nếu 3 người cùng độ kiếp thì nguy hiểm còn lớn hơn nhiều. Phượng Hy trong lòng cảm động, Hồng Quân trong khi độ kiếp không vì nàng là linh thú mà quên nàng. Tiểu Phượng, ngươi còn không biết bản lĩnh của ta sao? Lần này độ thiên kiếp, một mình ta cũng có thể kháng cự lại không có việc gì. Thiên kiếp không thể gây tổn thương cho ta được. Thời gian 200 ngày trôi qua thật nhanh, cuối cùng ngày 3 người độ kiếp tại Tử Huyền Tinh cũng đã đến. Lần này 3 người chọn một hòn đảo nhỏ trên biển để độ kiếp. Tại nhân gian giới, đối với kiểu kiểu thiên kiếp, Hồng Quân thập phần tự tin. Nhìn lên bầu trời mây trắng lãng đãng trôi, nhưng 3 người bọn Hồng Quân đã cảm giác được một loại áp lực. Không bao lâu sau, không trung bắt đầu xuất hiện hắc ám áp đích lôi vân. Rất nhanh, sớm chớp trăng kín cả bầu trời. Trên đảo giống như đêm tối, không còn nhận ra nơi đó ít lâu trước đây mây trắng còn bay lượn. Như thế nào mà trời bỗng nhiên lại tối om thế này? 2 kim đan kỳ yêu thú vốn tới hải đề ngoài khơi du ngoạn, bỗng dưng phát hiện hắc vân bao trùm toàn bầu trời. Bầu trời trở nên tối đen như đêm tối. Không phải là trời tối đâu, nhìn những đám mây kia đích thực là thiên kiếp rồi. Một yêu thú chạy lên trên cao ngoài khơi để nhìn. Những quang lôi lập lòe cùng mây đen tạo thành một dòng suối trải dài thành một thông đạo nối giữa trời và đất. Thiên kiếp, chúng ta mau chạy đi. Kiếp vân này là so với lúc trước ta độ kiếp thì cường đại hơn. Không chừng là lục cửu thiên kiếp hay là cửu cửu thiên kiếp. Một đạo tán lôi cũng có thể đánh cho chúng ta tan nát kim đan. Nhìn vào một điểm kiếp vân, yêu thú nhìn kiếp vân càng kinh sợ, nhanh chóng lôi kéo đồng bọn hướng hải đề chạy đi. 3 người cùng nghênh đón thiên kiếp, so với 1 người thì cường đại gấp nhiều lần. Đặc biệt là Phượng Hy, siêu cấp thần thú, thập nhị kiếp tán yêu. Lần này độ kiếp thành công, có thể phi thăng trực tiếp trở thành yêu vương. Oanh! Thiên kiếp lần này so với lần Phượng Hy độ kiếp thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên không gian, một tiếng nổ lớn, một đạo thiên lôi từ trên cao hướng 3 người phóng tới. Tiểu Ban, Tiểu Phượng, các ngươi lui về phía sau cẩn thận. Hồng Quân vừa nhắc nhở xong thì đạo thiên lôi đã đánh thẳng vào người. Hồng Quân thân thể nhoáng lên, thối lui vài bước, trên người điện quang chớp nhoáng nhưng không có vẻ gì là chật vật cả. Tiểu Quân, ngươi không sao chứ? Cổ Bàn cuống quýt đỡ lấy Hồng Quân rồi vội vàng hỏi. Chỉ một đạo thiên lôi so với mình độ lục cửu thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Không việc gì, cứ giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Hồng Quân nhếch môi cười, ý bảo mình không sao cả. Đạo thiên lôi này nhìn có uy lực rất lớn, nhưng so với cơ thể trung phẩm thần nhân thì không đáng là gì.
mây đen vần vũ, dòng suối kiếp vân tiếp tục đại tăng, vô số điện quang lập lòe hòa cùng nhau, hòa xuống dòng suối điện quang. Đạo thiên lôi thứ hai lớn gấp đôi đạo thiên lôi thứ nhất, nhằm người Hồng Quân bổ xuống. Hồng Quân hét lớn một tiếng, phi thân lên trời nghênh đón đạo thiên lôi này. Tại không trung, Hồng Quân và thiên lôi va chạm, hắn bị đánh mặt ngược lại, trở lại lao xuống đất. Với phản lực cường hãn đó, hắn đã tạo trên mặt đất một hố to hơn 10 thước lún sâu vào đất. Quân ca! Phượng Hy hét to một tiếng, vội vàng chạy đến. Tiểu Phượng, muội vẫn không tin tưởng ta sao? Hồng Quân vẫn còn nguyên hình dáng, chỉ có quần áo là bị chấn nát, quanh người vẫn còn bị linh lực bao vây. Phượng Hy đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Một lần nữa hắn lại lao lên. Cổ Bàn nhìn hắn với con mắt lo lắng. Tiểu Quân, đạo thiên lôi sau giao cho ta. Không việc gì Tiểu Bàn, đạo thiên lôi này căn bản không gây tổn thương cho ta được. Dòng suối lô điện lại tiếp tục gia tăng. Ngoài khơi phía bên dưới hải đề yêu thú, các yêu thú triệt đề tránh xa vùng biển này, ai nấy đều phát run. Chỉ một đạo thiên lôi tùy tiện đánh xuống vùng biển này cũng có thể khiến cho tất cả yêu thú hồn phi phách tán. Đạo thiên lôi thứ ba so với hai đạo đầu có vẻ yếu hơn. Hồng Quân thân thể không hề cử động, nghi hoặc nhìn bầu trời. Đạo thiên lôi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, bốn đạo thiên lôi liên tục đánh xuống, thế nhưng cũng giống như đạo thứ ba, cũng đều yếu như vậy. Cả bảy đạo thiên lôi đánh xuống, thế nhưng không có phần mạnh hơn so với tứ kiểu thiên kiếp. Cổ Bàn cùng Phượng Hy cũng phát hiện trong việc này có điều gì đó không đúng. Nhiều đạo thiên lôi như vậy cùng với tiếng sấm cường đại, thế nhưng những đạo thiên lôi này thì không phải nói Hồng Quân mà ngay cả một yêu thú đồng hư kỳ cũng có thể ngăn lại. Hồng Quân cũng thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc nhìn bầu trời đầy kiếp vân. Bảy đạo thiên lôi đã đi qua, cuối cùng trong lòng Hồng Quân cũng xuất hiện một cảm giác dị thường. Kế tiếp có hai đạo thiên lôi tuyệt không thể giống những đạo thiên lôi trước đó. Oanh! Bầu trời chấn động kịch liệt, tiểu đảo cũng bị chấn động rung lên bần bật. Đạo thiên lôi thứ 8 cũng yếu đi như đạo thiên lôi thứ 7, chỉ có tiếng sấm là cường đại mà thôi, chậm rãi đánh xuống. Trông thấy đạo thiên lôi như vậy, cả ba người không xem ra gì, coi thường đạo thiên lôi này. Thiên lôi đánh xuống không gian, những luồng lôi điện bên ngoài bị oanh phá, dần dần thu nhỏ lại, chậm chậm rớt xuống. Đạo thiên lôi giảm đi một nửa, đột nhiên gia tốc, hung hăng công kích thẳng vào người Hồng Quân. Cổ Bàn cùng Phượng Hy đứng bên cạnh Hồng Quân bị dư lôi đánh bay ra xa. Bình bình bình, ba tiếng nổ, ba người đều bị đánh ngập sâu trong lòng đất. Hực, Cổ Bàn áp chế không được, bị lôi điện công kích trong nội thể, liền phun ra một búng máu. Phượng Hy đỡ hơn một chút, nhưng khóe miệng cũng vương tơ máu, chứng tỏ nàng cũng bị nội thương không nhẹ. Hồng Quân nằm trong hố sâu, ngực đau như muốn ngừng thở, trong lòng thầm mắng. Khốn kiếp, đây mà là thiên lôi của nhân gian sao? Triệt phá không gian xung quanh của thiên lôi so với thần kiếp thiên lôi thì uy lực cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Ba người cùng nhau đồng thời độ kiếp, tạo ra đạo đạo dị biến thiên lôi. Hồng Quân phỏng đoán đạo thiên lôi này có thể so sánh với lục kiếp tiên đế toàn lực công kích. Không gian nhân gian giới không giống tiên ma yêu giới về phần ổn định. Tiên đế cấp bậc cao thủ có thể tàn phá nhân gian giới chỉ bằng tiếng sấm. Lúc trước Tần Vũ tùy tiện động tay đã có thể phá toái không gian của nhân gian giới. Tiểu Quân, ngươi như thế nào rồi? Cổ Bàn cùng Phượng Hy kéo Hồng Quân đứng dậy mà nói. Liên tục bị Cổ Bàn đập cho vài cái, cuối cùng cũng đẩy được hết dư kình ra ngoài. Ra tay đã hồng hơn so với những chỗ khác, thế mới thấy thiên lôi uy lực thế nào. Phá nát hộ thể cương khí, trực tiếp đánh lên thân thể trung phẩm thần nhân, mà còn khiến cho Hồng Quân bị tống sâu vào đất, tạo cho hắn một chút thương tổn. Khốn kiếp, thiên lôi kiểu chó má biến thái gì thế này? Hồng Quân trong lòng giận dữ, nhảy dựng lên, chỉ thẳng lên trời mà mắng. Trông thấy Hồng Quân còn có thể mắng chửi, Cổ Bàn cùng Phượng Hy cười cười, vì biết hắn còn có thể chửi người thì rõ ràng là không sao. Đối với phòng ngự cường đại của thân thể Hồng Quân lại càng giật mình kinh ngạc. Tiểu Quân, đừng mắng nữa, nhanh nhanh chuẩn bị, lại có đạo thiên lôi sắp tới kìa. Cổ Bàn chỉ lên trời không ngừng nhắc nhở Hồng Quân, vì vẫn đang còn một đạo thiên lôi nữa. Hồng Quân ngừng chửi, vì biết có chửi nữa cũng chẳng được gì. Đạo thiên lôi cuối cùng từ từ đánh xuống. Đạo thiên lôi này so với đạo thiên lôi thứ nhất thì yếu giống như nhau. Dường như tất cả uy lực của đạo thiên lôi đều dồn vào đạo thứ 8. Đạo thiên lôi cuối cùng này trông rất bình thường. Kiếp thiên lôi hạ xuống, ba người không thấy cảm giác gì, cùng nhau tung trưởng chống lại. Cha, mẫu thân, đại ca, sao các người lại tới đây? Hồng Quân cùng Tiểu Bàn qua đối trưởng bỗng thấy Tần Vũ, Khương Lập, Tần Tư xuất hiện tại đây thì cực kỳ kinh ngạc. Thấy họ mỉm cười với mình, Hồng Quân cao hứng chạy tới.
còn dám trở về ư? Chỉ là một kiếp lôi nho nhỏ của nhân gian giới mà đã vui sướng như vậy. Tần gia ta không có thứ người vô dụng như ngươi. Tần Tư vung tay lên, Hồng Quân bị thối lui mấy bước không thể tiếp cận. Tần Vũ và Khương Lập, còn Tần Tư với nụ cười kỳ dị nhìn Hồng Quân. Đại ca, không phải như vậy, ta không có tự mãn, ta luôn cố gắng mà. Cha, người phải tin tưởng con không phải là kẻ vô dụng. Hồng Quân lớn tiếng kêu lên, nhìn ba người đang dần dần xoay lưng chuyển mình bỏ đi, không để ý đến hắn. Cha, mẫu thân, đại ca, các người phải tin tưởng con không phải là đồ vô dụng, các người phải tin tưởng con. Hồng Quân cấp tốc lao đến, còn ba người thì thong thả hướng phía xa bay mất, chỉ còn lại tiếng của Tần Vũ vang vọng. Tần gia ta bây giờ tu vi của ngươi là thấp nhất, còn không phải là vô dụng sao? Cha! Hồng Quân không chịu nổi đứng dậy khóc lớn. Tiểu Sương! Khương Lan đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lan ông nội! Hồng Quân hướng tới Khương Lan khóc ròng. Tiểu Sương, ta đi, đừng tự trách chính mình nữa. Tại trong Tần gia, tu vi của con là kém cỏi nhất. Khương Lan mỉm cười, khuôn mặt dần dần biến thành nghiêm túc. Lần này xuất hiện là Tả Thu Lâm, không nhìn Hồng Quân mà chỉ lắc đầu liên tục. Tả Thu Lâm thần vương còn nói như vậy, ngoại trừ đem Tần gia ra dọa người khác, ta có thể cán gì đây? Hồng Quân hai mắt lộ ra tia tuyệt vọng, vô thần nhìn về nơi xa xăm. Linh lực trong cơ thể Hồng Quân càng ngày càng phát tán, Nguyên Anh không thành hình cũng yên lặng, chỉ còn Phong Thần Bảng đột nhiên chấn động, một đạo vô danh thẳng tắp đánh thẳng vào não bộ của Hồng Quân. Oanh! Hồng Quân đột nhiên chợt bừng tỉnh, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Đạo thiên lôi thứ 9 này uy lực không phải là lôi kiếp mà là tâm kiếp, vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Nếu vừa rồi không phải là trong lúc mấu chốt có Phong Thần Bảng thức tỉnh Hồng Quân thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhờ có Phong Thần Bảng trợ giúp nên Hồng Quân là người tỉnh lại đầu tiên. Nhìn Cổ Bàn và Phượng Hy với gương mặt thống khổ, Hồng Quân nghĩ lại lúc chịu khổ trong viễn cảnh thực sự là quá đáng sợ. Hồng Quân tâm cảnh tu vi rất cao, không có ma tâm, chỉ có những ủy khuất trong lòng, nên trong khi Hồng Quân bị ảo giác thừa cơ tấn công làm rối loạn thực tế, ảnh hưởng trực tiếp tới thân chủ. Một lúc sau Phượng Hy tỉnh lại, thiên lôi tâm kiếp đại bộ phận công kích vào người Hồng Quân. Phượng Hy và Cổ Bàn chỉ bị dư kình nên cũng không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, Cổ Bàn cũng tỉnh lại, nhìn về phía hai người cười cười, một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống điều tức. Cổ Bàn, ngươi sao vậy? Thiên kiếp qua đi, Hồng Quân không nghĩ Cổ Bàn có thể ngay lập tức tu luyện như vậy. Cổ Bàn không trả lời Hồng Quân, thiên kiếp đi qua thì nguyên anh trong la bàn của Cổ Bàn có phát sinh dị biến. Trong la bàn, hỗn độn vô danh vật chất ngưng kết lại thành một chỗ, ngày càng đậm hấp thụ thiên địa linh khí. Sau khi Cổ Bàn độ kiếp, địa tiên linh khí sinh ra một chút thì bị hấp thụ một chút. Cổ Bàn không biết phải nói gì nữa. Hồng Mông không gian dưới tán cây quế, Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ ba người ngồi dưới thạch bàn bên cạnh quan sát Hồng Mông không gian, quả thực có điểm biến hóa. Tam đệ, đệ đã gặp qua Cổ Bàn, cũng nhận được Hồng Mông sấm liễu. Hắn với đệ quả thật không giống nhau, hắn chỉ thông qua cái la bàn. Lâm Mông ha ha cười. Vũ trụ phát sinh những biến hóa, thế nhưng Lâm Mông nắm được trong tay vũ trụ nên biết Cổ Bàn có thể đả thông Hồng Mông không gian. Một người tu luyện từ Hồng Tuyết với pháp quyết đến từ địa cầu, đáng để cho người ta mong đợi à? Hồng Mông gật đầu khẽ cười nói. Ngoại trừ đệ tử của Tam Đệ ra, đây là người thứ hai có thể tiếp nhận được Hồng Mông không gian. Xem ra người nắm trong tay trường khống giả không có mấy người, chỉ cần thời gian thôi. Tần Thạch và Cổ Bàn không biết là ai đây, đáng giá để chờ mong à? Lâm Mông thật cao hứng nói. Tam đệ Tần Vũ vừa xuất hiện không lâu, người thứ tư cũng nhanh chóng xuất hiện. Đại ca, trong cơ thể của Tiểu Sương có một cỗ lực lượng mà đệ cha thế nào cũng không ra, thế là thế nào? Lần trước trong cơ thể Tần Sương phát sinh dị biến là một lực lượng kỳ lạ, Tần Vũ dùng Hồng Mông không gian cũng không thể tới gần. Chuyện này khiến cho ba người thảo luận một hồi lâu vẫn không đi đến kết luận, cuối cùng chỉ có thể để cho mình Hồng Mông nghiên cứu. Còn nếu là không có, Tần Sương đích thực tu luyện loại công pháp tương tự như Hồng Mông lực lượng, Tần Sương vẫn tu luyện loại vật chất này, tương lai đích thực có thể so sánh với chúng ta. Lúc này tại Tử Huyền Tinh, Cổ Bàn ngồi như vậy 7 ngày liền, bất luận Hồng Quân cùng Phượng Hy nói thế nào, Cổ Bàn cũng không có phản ứng. Trong 7 ngày qua, Cổ Bàn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể và bổ sung cho la bàn, cũng đang hấp thụ không ngừng. Trong la bàn hấp thụ càng ngày càng mạnh, tạo thành một hồ không gian không xác định.
hồng mông không gian, ở một nơi hồng mông vật chất bỗng nhiên bị thu hút, không ngừng đổ về lỗ nhỏ trong không gian. Cổ bàn cuối cùng cũng tiến nhập vào hồng mông không gian. La bàn cùng hồng mông không gian vẫn tiến nhập tới bây giờ, không hề tiếp thu lực lượng từ nội thể của cổ bàn. La bàn cùng không gian vô danh vật chất trong công pháp tinh thần biến của Tần Vũ hoạt động giống nhau, giống như tạo thành một hồ không gian vật chất không xác định. Cổ bàn nhìn hồ vật chất với con mắt kỳ lạ, muốn khám phá hồ vật chất không gian nhưng bị lực phản chấn thiếu chút nữa làm cho cổ bàn bị thương. Linh thức cũng không thể tiến nhập vào hồ không gian đó. Tiểu Quân, cổ bàn tỉnh dậy thấy Hồng Quân đang lo lắng cho mình thì trong lòng bỗng nhiên cảm động. Tuy cảm động nhưng ngữ khí thì vẫn không thay đổi. Ta đã đợi ngươi mấy ngày rồi, Tiểu Bàn, cuối cùng ngươi đã tỉnh. Ngươi có biết làm cho chúng ta lo lắng lắm không? Ai mà giống như ngươi, độ kiếp xong ngồi luôn xuống đó tu luyện. Chỉ sợ ngươi ngồi đó cả ngàn năm, chúng ta phi thăng rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh à? Cảm ơn ngươi, Tiểu Quân, chỉ là công pháp của ta có chút vấn đề, bây giờ thì ổn rồi, ta không sao cả. Còn có 2 tháng là chúng ta phi thăng, Tiểu Bàn, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Ta chỉ sợ Tiểu Bàn ngươi là người đầu tiên được phi thăng mà không biết cảm giác phi thăng như thế nào. Cổ bàn không có vấn đề gì, Hồng Quân cũng cảm thấy trong lòng thanh thản hơn, không nhịn được, Hồng Quân lại chọc cho cổ bàn cười vang. Trên Tử Huyền Tinh, bọn Hồng Quân chẳng lưu luyến gì cả, chỉ còn lại 2 tháng, bọn họ an tĩnh chờ đợi phi thăng tại Hồng Quân Phủ. Tiên ma yêu giới so với nhân gian giới còn rộng lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ phi thăng tiên ma yêu giới, ngoài ý muốn thì tất cả đều phi thăng lên ám tinh giới. Hồng Quân đã từng xác định phi thăng của bọn họ sẽ không cùng một địa phương, họ ẩn ước với nhau dù gì cũng sẽ tụ tập nhau lại. Nhưng Hồng Quân không thể nghĩ được rằng mình sẽ phi thăng lên ám tinh giới. Khi phi thăng lên thiên giới, Hồng Quân bị một kim trúc thú tấn công. Ở địa phương này, Hồng Quân đều gặp được kim trúc thú. Và chính điều này hắn đã từng nghe cha mình giảng giải qua, đó chính là ám tinh giới. Hồng Quân bực mình vì không hiểu vì sao mình lại có mặt trên tinh cầu này. Bản thân hắn cũng không phải người ám tinh giới. Nếu là người phi thăng giới xuất hiện ở địa phương này, nếu gặp người của ám tinh giới thì không biết phải ăn nói về thân phận mình thế nào. Khoảng cách từ ám tinh giới đến các tinh hệ khác rất xa, Hồng Quân không thể dùng đại na di rời khỏi, chỉ có thể dùng truyền tống trận mà đi. Mà muốn sử dụng truyền tống trận thì phải có thân phận của ám tinh giới. Cũng may hắn có thân phận tinh toán. Hồng Quân từng nghe cha hắn nói về ám tinh giới, bây giờ thừa hưởng thân phận tinh toán nhưng phải là cư dân ám tinh giới gốc. Trước đây Tần Vũ được thừa nhận tinh toán vì hắn luyện được ám tinh giới công pháp. Đối với công pháp của ám tinh giới, Hồng Quân không biết chút nào. Nơi này xuất hiện kim trúc thú, ắt hẳn là kim hình tông ám tinh giới tinh cầu. Hơn nữa, chắc chắn tinh cầu này có người tồn tại. Còn địa phương này không biết là ở đâu, chỉ biết là địa phương này kim trúc thú rất nhiều. Hồng Quân cảm thấy hối hận vì lúc trước không theo cha học kim hình tông công pháp. Đối với siêu hồn công pháp, Hồng Quân cho rằng đó là ma pháp nên cũng không chịu học. Đó là điều đáng tiếc. Hồng Quân cơ thể có thể nói là phòng ngự cường ngạnh, đối phó với người ám tinh giới không có vấn đề. Thế nhưng vấn đề đau đầu là Hồng Quân tu luyện Hồng Quân công pháp không có nét gì là giống với kim hình tông công pháp. Ở trên địa phương này ắt hẳn sẽ bị bại lộ. Ám tinh giới kim hình quân bây giờ là Văn Phong, hắn là 18 tinh đế cấp cao thủ, phỏng chừng cũng chẳng còn bao lâu nữa là đón độ kiếp phi thăng thần giới. Hồng Quân không biết kim hình quân chủ bây giờ là Văn Phong, mà dù hắn có biết đi chăng nữa cũng không có cách gì nhìn thấy được Văn Phong. Vừa mới phi thăng, Hồng Quân chỉ là một bậc tiên thiên cảnh giới, ngay cả người thấp nhất của ám tinh giới cũng không bằng. Nếu không nhờ cơ thể cứng rắn, có lẽ hắn đã bị trọng lực của ám tinh giới làm cho khốn đốn. Sau khi giết được 3 kim trúc thú, trong đó có một kim trúc thú vương thu kim hạch vào giới chỉ, Hồng Quân lại tiếp tục hành tẩu. Chỉ có thể là hành tẩu, hắn còn có thể làm gì hơn được. Chỉ là một bậc thiên tiên, hắn căn bản không thể phi hành. Đi 3 ngày, giết được kim trúc thú cuối cùng, hắn gặp được người của ám tinh giới. Cũng trong lúc đó, ở một không gian khác. Bực mình, Hầu gia nghĩ thế nào mà lại thu ngươi làm đồ đệ đây? Hầu Phí không biết đã bao nhiêu lần đánh ra kinh thiên tam thập lục côn pháp, thế nhưng trong gần 100 năm qua, Tôn Ngộ Không chưa lần nào đi hết được tam thập lục côn đó. Tiểu Hoàng Ngư, Tôn Ngộ Không vừa xong tiên thiên cảnh giới, ngươi để cho hắn tu luyện thành yêu vương thì mới có thể luyện thành tam thập lục côn được chứ. Như vậy không phải là làm khó hắn rồi sao? Mỗi lần Hầu Phí trách cứ Tôn Ngộ Không thì đều được Hồng Vân khuyên nhủ. Hai thầy trò nhà Hầu Phí quả thật là sự phối kết tuyệt vời.
thầy thì suốt ngày mắng trò, con trò thì chẳng thèm để ý đến thầy. Hầu Phí ngồi với Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nói được đến ba câu là đứng lên giận dữ. Mỗi lần như vậy, Hồng Vân đều đứng về phía bảo vệ cho Tôn Ngộ Không. Tốc độ, ngươi đánh cái kiểu gì vậy? Bồn đan, côn ý, ngươi gọi cái này mà là kinh thiên tam thập lục côn sao? Ngươi phải chú trọng côn ý, sao mà ngươi ngu vậy? Tức chết ta mất thôi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải là tốc độ. Trong lòng ngưng thần, kinh thiên tam thập lục côn, nặng nhất là côn ý. Ngươi đánh như thế thì làm sao có thành tựu được? Ngưng! Mỗi lần Hầu Phí giận dữ quát to, Hồng Vân âm thầm bật cười, không nói gì. Tôn Ngộ Không luyện công cực khổ, Hồng Quân cũng chẳng hơn gì hắn. Tại ám tinh giới, đi mấy ngày mà không gặp được một người, vừa mới gặp là đội quân hơn 100 người. Thấy Hồng Quân không phải là người của ám tinh giới, ngay lập tức hắn bị bắt giữ. Từ chỗ bọn họ nói chuyện với nhau, Hồng Quân biết rõ đây là thôn dân của Tam Nguyên Tinh. Họ tập thể đi đông như vậy là để bắt ngoại lai đột nhập, mà tại ám tinh giới có thể xử lý ngoại lai là các trưởng lão. Trước mắt bọn họ đã thông chi cho các trưởng lão, Hồng Quân không biết mình đã được đưa đến gặp vị trưởng lão nào. Ta Nguyên Tinh ngư, nơi này sao nghe quen vậy? Hồng Quân vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra, Tần Vũ ngày xưa tới ám tinh giới chính là Ta Nguyên Tinh, Tang Lạp Thôn. Đầu lĩnh của đám người này chính là Nam Tử Hán, lục cấp tinh vương, Tư Đạt, đưa tin cho trưởng lão. Tu Nhã trưởng lão, ngoại nhân chúng tôi đã đưa tới rồi. Hơn 100 người đưa Hồng Quân dừng lại dưới chân núi. Tư Đạt à, các ngươi có thể lui được rồi, để cho hắn tự mình đi lên. Trên núi bỗng nhiên truyền xuống một âm thanh, đích thị là âm thanh của trưởng lão Tu Nhã. Rõ, đại nhân, chúng ta cáo lui. Hơn 100 người rút lui, không thèm để ý, liếc mắt tới Hồng Quân một cái. Nhiệm vụ của họ là đưa Hồng Quân tới đây, còn xử trí hắn như thế nào không liên quan đến họ, đó là việc của trưởng lão. Ngoại nhân kia, vương cấp của ngươi còn chưa đạt đến, làm sao có thể đến được ám tinh giới? Một tràng âm thanh dễ nghe truyền đến bên tai Hồng Quân. Cái này là cách tiếp khách của người ám tinh giới sao? Lại còn đứng trên cao nói chuyện với ta nữa chứ? Tiểu tử này, ngươi khẩu khí cũng khá lắm. Được, ta mời ngươi đi lên. Âm thanh cương mãnh vừa truyền đến, Hồng Quân cảm thấy không ổn. Một cỗ lực lượng cường mãnh ập đến, Hồng Quân không tự chủ được, hướng trên cao bị hút tới. Lên tới đỉnh núi thì cỗ lại lực đó bỗng nhiên biến mất, khiến Hồng Quân ngã lăn ra đất, tóc tai tán loạn. Ngươi thân thể tu luyện cũng không tệ, có bị đòn nghiêm trọng cũng không sao. Thân thể ngươi có thể so sánh trình độ với thượng vương cấp, thật kỳ lạ. Hồng Quân bực mình đứng dậy toan chỉ lên cao để chửi, nhưng hắn chưa kịp chửi đã bị một cỗ cường lực hút lên trên cao, giáng mạnh xuống đất. Lần này phải đến nửa ngày hắn mới đứng dậy nổi. Đế cấp thân thể quả nhiên cường đại, ngươi tới đây cùng ai? Thâm nhập ám tinh giới chúng ta với mục đích gì? Trên đài cao, Tu Nhã trưởng lão đang ngồi ngay ngắn đột nhiên đứng dậy nhíu mày hỏi. Tu Nhã trưởng lão chính là nữ nhân mà khi xưa Tần Vũ gặp lần đầu tiên ở ám tinh giới. Khi đó là vương cấp cảnh giới, bây giờ là 14 cấp tinh đế cảnh giới. Kim Hình Quân Văn Phong có vẻ lần muốn mời Tu Nhã đến Kim Hình Tinh Thánh Sơn đảm nhiệm chức phó tông chủ, thế nhưng đều bị Tu Nhã cự tuyệt. Tại đây, Tần Vũ đã để lại 7 tinh đế cấp kim trúc thú linh thạch, đích thực giúp Tu Nhã đột phá cảnh giới tinh đế cấp. Tu Nhã thừa kế chức trưởng lão đã mấy 100.000 năm nay. Cái này là đào đái khách của người ám tinh giới sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là phi thăng giả lên đây. Hồng Quân như thế nào bị du nhập địa phương này cũng không biết, bị thập tứ cấp tinh đế xuất thủ quả thật không thể so sánh với thiên lôi của nhân gian giới. Hồng Quân cũng đã cảm giác được thế nào là đau đớn. Nói nhảm. Tu Nhã lạnh lùng cười. Từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nói người phi thăng giới lại phi thăng lên ám tinh giới, làm sao mà chịu được trọng lực ở nơi đây? Quả thật tình huống của ta có chút đặc thù mà, chỉ tại thân thể ta có chút cứng rắn mà thôi. Về vấn đề này, Hồng Quân cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể nói cho người này mình là người của thần giới, và có nói chuyện công pháp tu luyện thì cũng chẳng có ai tin. Nói nhảm, ngươi là thuộc hạ của ai trong thiên ma yêu giới? Hiển nhiên là Tu Nhã không tin lời của Hồng Quân nói, nàng nghi ngờ hắn là thuộc hạ của ai đó ở thiên ma yêu giới. Ta nói rồi, ta là phi thân giả có thân thể cứng rắn mà thôi. Được rồi, bây giờ cho ta biết Kim Hình Quân bây giờ là ai? Có phải là Văn Phong đã phi thăng rồi không? Hồng Quân bây giờ chỉ biết có Văn Phong, trên ám tinh giới không biết một ai, chỉ còn biết trông cậy vào mối quan hệ.
Nếu Văn Phong đã phi thăng rồi thì hắn cũng không có biện pháp gì cả. Đó là tên húy của ngươi, ngươi là người tiên ma yêu giới cũng dám trực tiếp nói ra sao? Nói mau, là ai phái ngươi tới? Hồng Quân nói ra tên của Văn Phong làm Tu Nhã càng thêm nghi ngờ. Vẫn chưa phi thăng ư? Thật là tốt quá. Ngươi nói cho Văn Phong ta là bằng hữu của Hình Viễn, khẳng định hắn sẽ gặp ta. Hồng Quân cao hứng kêu lên, không ngờ vừa dứt lời đã bị một trưởng của Tu Nhã văng tít ra xa, tóc tai rối bù. Ngươi coi ta là cái gì hả? Hình Viễn bệ hạ đã phi thăng ngàn ngàn năm, ngay cả Lưu Tinh bệ hạ cũng đã phi thăng. Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh giới nho nhỏ mà dám nói là bằng hữu của Hình Viễn bệ hạ sao? Hồng Quân bị một trưởng này đánh cho chấn động, khóc không ra nước mắt. Hắn cùng Hình Viễn ở Vân Vũ Thành có biết nhau, đồng thời cùng cha hắn nói chuyện với nhau không ít lần. Nhưng sợ rằng dù lần này có nói thật cũng không ai tin được. Được, ta không nói nhiều, chỉ cần ngươi cho ta gặp Văn Phong là được. Hồng Quân đi lên, liên tục bị đánh cho 3 lần, trong lòng không khỏi thầm than mình xui xẻo. Ngươi quả thật rất thú vị, vẫn muốn gặp bệ hạ, chẳng lẽ thấy bệ hạ là có thể cứu ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi lại không nói thật đi, ta Tu Nhã có thể trực tiếp xử ngươi tội chết. Tu Nhã nói không phải là thách Hồng Quân, nếu không có Vô Ảnh Đao, Tu Nhã hoàn toàn có thể giết chết Hồng Quân. Thân thể Hồng Quân đích thực phòng thủ cường ngạnh, có thể so sánh với chuyên môn tu luyện của Kim Hình Tông, so sánh với 16 tinh đế cấp cao thủ không sai biệt. Bình thường thân thể trung phẩm thần nhân phòng ngự có thể còn mạnh hơn một chút so với trung phẩm thần khí. Tu Nhã, người là Tu Nhã sao? Chính là Tăng Nguyên Tinh Tu Nhã đó sao? Hồng Quân biết Tu Nhã tại ám tinh giới có biết cha hắn, và chính cha hắn cũng đã từng giúp đỡ nàng. Đúng vậy, ta chính là Tăng Nguyên Tinh Tu Nhã. Ngươi đừng có nói ta với ngươi là bằng hữu nha. Tu Nhã cười lạnh nói, ta biết ta với cô lần đầu gặp mặt thì sao là bằng hữu được đây. Nhưng ta có biết cô, có biết một người, hơn nữa quan hệ còn rất thân thuộc. Cô có muốn biết người đó là ai không? Ngươi nói thử xem, người mà ta rất thân thuộc là ai? Là Lưu Tinh, tinh tế khổ tu giả Lưu Tinh, cũng chính là Kim Minh Quân Lưu Tinh. Hồng Quân còn nhớ rõ, lúc trước cha hắn đã có nói qua, trước đây đến ám tinh giới, cha hắn lấy thân phận là tinh tế khổ tu giả. Lưu Tinh bệ hạ? Vẻ mặt của Tu Nhã có chút thay đổi, ánh mắt mông lung, phức tạp, suy nghĩ lại, ánh mắt ánh lên vài tia oán hận. Này! Hồng Quân nhìn thấy ánh mắt đó cũng choáng váng, không biết sau lưng mẫu thân, cha hắn đã làm cái gì. Hồng Quân đối với cha thập phần tin tưởng, nhưng nhìn vẻ mặt của Tu Nhã thì hắn cũng không thể không miên man suy nghĩ được. Người nói bậy, Lưu Tinh bệ hạ đã phi thăng ngàn ngàn năm nay, người thế nào mà lại gặp qua được người? Tu Nhã có chút điên cuồng đứng dậy, trong tay xuất hiện một vật, đích thị là một mũi kiếm. Thần khí ư? Hồng Quân đồng tử mở rộng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Có thần khí thì Tu Nhã hoàn toàn có khả năng giết chết Hồng Quân. Vô Ảnh Đao cũng âm thầm chuẩn bị, thấy tình thế bất lợi có thể tùy cơ ra tay. Tu Nhã, ngươi lên tỉnh táo lại, thật không dám giấu giếm, ta ở thần giới có gặp qua và diện kiến người. Ta có tình huống đặc thù mới tới nhân gian giới, vì tu vi đảo thối nên mới phải trở thành người nhân gian giới, chỉ còn lại thân thể cứng rắn thôi. Hồng Quân không muốn nghĩ tới cha hắn với người này là địch nhân. Với tu vi của hắn hiện nay, dù có Vô Ảnh Đao cũng chưa chắc có thể giết được Tu Nhã. Ngươi có gì để chứng minh ngươi là người từ thần giới xuống? Nếu nói sai thì không ai có thể cứu được ngươi đâu. Tu Nhã bay đến bên cạnh Hồng Quân, trên tay vẫn đích thực cầm một thanh kiếm. Trong lòng Hồng Quân quả thực sợ hãi, từ trước tới bây giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm nhất. Ta nhớ kỹ Lưu Tinh bệ hạ từng nói qua, ngài từng cứu ngươi, còn tặng cho ngươi 3 khỏa kim chức thú làm lễ ra mắt mà. 3 khỏa kim hạch ư? Tu Nhã sửng sốt, mũi kiếm trong tay cũng chậm chậm thu về. Lưu Tinh đã đưa cho nàng 3 khỏa kim chức thú linh thạch, chuyện này cũng chỉ có 2 người biết. Tu Nhã cũng chỉ nói cho thôn dân rằng Lưu Tinh giúp nàng giết 3 kim chúc thú, chứ chưa từng nói cho ai biết Lưu Tinh tặng nàng kim chúc thú linh thạch.